Bây giờ đến cái buổi Vũ sẽ giới thiệu cái những cái đàn mà anh ta làm, và trong đó có hai bạn nghệ sĩ là Thu Lê và Lorenzo đến từ Ý. Thì hai bạn sẽ có một số cái bài nhạc để chơi trên cây đàn của luthier để chúng ta có thể phân biệt được cái âm thanh của cái loại đàn, cái loại cấu trúc nào thì nó kêu như thế nào. Nhưng mà trước khi để mà nhận biết được cái đó thì Vũ sẽ trình bày một chút về cái đặc trưng của cây đàn của anh. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến buổi workshop ngày hôm nay. Thì anh Losandro đang cầm trên tay là cây đàn double top, mà mặt đàn là gỗ thông Đức và nó được thiết kế là lớp giữa là gỗ bao sa, được đặt góc 45 độ. Nếu các bạn nhìn kỹ thì các bạn thấy giống như cái cấu trúc xương cá trên mặt đàn nó hiện ra. Thì lớp trên của mặt đàn nó khoảng 0.5 mm, và lưng đàn thì gần lưng và hông thì làm bằng gỗ cẩm lai Việt Nam, và cần đàn của cây đàn là 660, scale 660. Coi cô chị Thu Lê đang đang dùng là cây Radial facing là mang xuyên tâm, thì nó là scale 640, là tiếng sáng. Đặc trưng của cái đàn đàn là tiếng sáng và cái âm sắc nó đa dạng phong phú. Còn double top thì thông thường thì nó sẽ tối màu hơn, tối màu và âm bass nhiều. Xin lỗi các bạn. Truyền thống là Antonio de Torres với cái hệ thống nan là 7 nan truyền thống. Thì đây là cái thiết kế của không phải của đàn của Antonio de Torres, nhưng mà cũng là đàn nan này truyền thống. Thì cha đẻ của đàn Lattice là Wes Moreman, cái hệ thống này là nan nan hình mặt cáo Lattice Racing. Thì ông Matthew Damman là cha đẻ của đàn double top với hệ thống nan, với hệ thống đàn double top sử dụng có thể là bao sa hoặc là Nomex hoặc là Owood, tức là chỉ có đào những cái lỗ trên mặt đàn để giảm trọng lượng của mặt đàn xuống. Không có nan, có nan sau lớp này còn có một lớp laminate, có một lớp veneer rất là mỏng, có thể bằng thuốc hoặc silver ở bên trong đó là lớp không nan. Còn đây là cái nan của cái đàn sáng sáng bên kia, là cái nan Radial facing. Nó được sáng tạo bởi ông Simon Marty, là một tiến sĩ vật lý. Ông làm ở trường đại học và có điều kiện để tiếp xúc với lại cái máy móc của trường, của máy móc nghiên cứu, và ông đo cái đàn. Thường là ông nghiên cứu đàn violin và đàn guitar truyền thống. Thì sau một thời gian nghiên cứu thì ông làm đàn guitar với một cái dự án cá nhân, đó là ông thích, ông làm chơi vui. Thì sau khi ông làm xong cây đàn guitar đầu tiên thì thành công, thì ông bắt đầu thấy hứng thú với nó và ông làm cây đàn thứ hai, và cuối cùng ông thợ đã thành thợ làm đàn và sang bên mặt tiền của Radial Basic. Cái này Radial đó sử dụng cái gỗ, là cái gỗ bên dưới của cái lớp đen đen này, carbon fiber này, là cái gỗ bao sa, làm gỗ là gỗ có tỷ trọng rất là nhỏ.
còn về âm sắc thì nó khá giống với đàn traditional. Many different type of music, but we cannot have different guitar to play different music. So the challenge is with the same instrument, with the same guitar, you have to be able to play different music. And then it's only about the taste, you know. We can't have in one concert if you play a baroque, if you play a romantic, and then contemporary music. You cannot bring three guitars. So it's all about the control of the sound. Yes. And of course, it tastes, you know, what you do. So it helps you a lot, I think, because the basses are like some bourdons. To be honest, I really like playing a piano, no? I like so much this sound. To be honest, for my type of playing, I find this neck a bit too big, but it's because I have I'm used to a 65. This one is 66, yeah, 66, right? Yeah. So it's difficult to catch the. Yes. And also the action is a bit high, but it's a, I really believe it's a wonderful instrument, and
so congratulations.